Rồi, chào tất cả anh em. Đây là lô hàng pin điện 220 nha, 110 thì ngày mốt chưa có làm kịp, chưa có vô dây điện kịp. Rồi anh em mua ủng hộ 22 hôm nay cửa hàng hẹn không anh em nha. Makita 3 chức năng. Cái gì 2670 gì đó, 2650 gì đó. Rồi đục đồ Makita đồ Hitachi rồi nha. Ok con ghi duyệt. Có máy hùng pin lên trước đây để nó khỏi giặt trò, cũng ít pin cỏ thôi. Cái này RGB 14.4 khoan đầu cứng đầu mới luôn nha. BD 1100 có cái, nó là chân nhỏ, không có cái chân nhỏ là mình chuyển Makita cho anh em chơi luôn, nên về xài 14W là ok nha. Nó nguyên zin, nó 14W mà điều tóc thắng đảo chiều. Đảo chiều còn nó hơi dơ dơ, đập tròn ở chỗ cái đảo chiều này nè. Nha. Đó. Cho nó hư gì hao gì hết. Đấy. Hai cấp tốc độ. Cấp trượt. Đầu không có kẹt. Hai đèn đốm này đủ, còn là do chút xíu thôi, giờ bóp hồi nó hết rồi ha. 14W zin nha, 14W lên trượt lên đế trượt luôn cho anh em rồi. Màn hình còn sáng sủa, cao su là anh em gì vệ sinh ra là được mà ha. Màn hình còn sáng sủa đẹp trai mà 1100 rồi. Thân máy đã lên đế rồi cho anh em rồi, đế 50 rồi, để anh em 420.000 thân máy này luôn. Số 1 420.000 mới có anh em lao động cho hàng này ha, không có hàng bỏ tủ, còn máy móc thì ngon lành, không có hàng trên tủ được. Máy mà trên tủ gì hoàng, trên tủ chứ máy trên tủ làm cái gì. Rồi số 1 420.000 thân máy lên đế rồi, gì là bốc thôi ha. Số 2 là một cây Ryobi vỏ hai hàng mạch sóng nha, trước mình đóng. Trước mình đóng còn còn mạch trong này nè đó, mình lên giấc sạc đây luôn rồi, mạch zin đó cũng còn sóng nha, mình lên giấc sạc đây nè anh em, giờ đóng pin lại sạc. Còn mình đóng thì mình đóng mới thì pin hai hàng này nha, 8 cell hai hàng 20R cuộc giỏ mình mà đóng mới lại đấy lên 400. Giờ mình test cái này, cái RGB này cái nè. Anh em mua hàng điện thì tua qua, còn anh em mua hàng pin thì cứ thế mà mua nha, không trừ đâu, mắc kém hết rồi, mất hết thời rồi. Rồi cộng đây, trừ đây. Rồi gắn nguồn vô test cho anh em. Thân máy vỏ pin. Giờ bán thân máy vỏ pin đóng pin thì thêm 400 nữa. 20R. Loại cỡ 12 13. Nha. Rồi kẹp cho anh em xem luôn. Rồi. Trừ. Máy này là đầu không lắc. Đầu là zin luôn. Thắng điều tóc đã chiều đầy đủ, đèn lớn này đủ hết nha. Full hot. Pin hai hàng mạch sóng để mình đóng mình biết mà, đóng làm mấy cái gì là quạt ở nhà mà. Rồi mạch sóng luôn nha, vỏ đẹp luôn, hai hàng rồi. Thân máy vỏ pin để anh em 550, số 2 550.
Số 3 là cái bộ Hitachi. Cái pin này anh em người ta đóng nè, người đóng lại mà cái giắc sạc không sạc được, nhưng mà bỏ vô nó còn hở hở đó, nó còn đấy, bóp hoài là nó chạy pin. Anh em giờ mở ra sửa pin lại, pin này mình tặng không tính tiền, sạc sẵn luôn à. Bán combo cho anh em hết luôn đó. Đứng sạc nè, rút ra là chớp nháy đèn nè, bỏ vô nè, đứng sạc nè ha. Rồi sạc 110 nha, 22 kW á. Anh em nhìn thử là cục pin. Rồi test máy nè, pin đâu rồi, đây thắng đã chưa tóc ngọt. Rồi ok, một cây nè, thì gì con nè, cấp 1, cấp 2 nè, cấp trượt nè, phù mạnh trượt, cấp 2 trượt, giữ không nổi. Anh nghe tiếng chạy giống như kiểu trà trơn nít vậy, nhưng mà giữ không nổi đâu nha. Đầu không có kẹt. Rồi hai cây cục pin này coi như không tính nha, nó hở hở hở, anh em vừa tự sửa là anh em không tính. Pin nạp còn sống rồi, thích gì vừa thay xe thôi. Hai cây là full, thắng là chưa tóc là full. Cái này đầu không có kẹt, còn motor còn gì đó cho luôn, tặng luôn. Ba cây cục sạc này luôn, bốn cây cục pin không tính tiền, mặt nó sạc được mà, vì thay xe là sạc thôi, không thích thì để xe này cũng được, về kiểm tra nha. Rồi nguyên bộ này, ba cây này với lại cái sạc này luôn, hết tấm này luôn, ba cây sạc này, hai cây full rồi, một cây thì sạc là ba cây, một sạc một cục pin. Rồi 950. Số 3 pin không tính tiền nha, là không, còn là không bao á, bởi vì anh em về sửa cho nó ngậm ngậm chứ không có bị bể nè, vô nè. À, nhưng mà người ta đóng bị cơi hay là gì đó, anh em về kiểm tra cái pin zin của nó mà chân đâu bị bể nha, hay là sao nó yếu chẳng hạn như vậy. Mình không có thời gian, nhưng mà thời gian ok luôn á, đầu không lắc nha, lắc báo, đầu kho cũng vậy nè. Đầu kho có chút đỉnh thôi, mình thích lấy cái đầu kho này. Rồi ba cây cục sạc cục pin 950, sạc điện 110 nha, sạc sống. Số 3 950. Số 4, một cây Nati, cái chân nó bị nứt nha. Đó, nứt rồi hàng rồi, anh em di chuyển xài. Cây này thì anh em đập bu lông được nè nha, anh em đi 66 phần mấy nè, 66 phần 3 nha. Cây này là vua mạnh luôn á, nó kiểu dầu nhưng mà phải biết dầu. Thắng đã chưa tốt ngọt, đầu không có kẹt. Anh em về trưởng trượt xài 14V được, 12V được, muốn gì muốn. Này bao mạnh cho anh em nha, chuyển bu lông đập được. Cái thằng này nguyên bản nó có một cây bu lông, đầu bu lông nó dày, máy thì ngon, đầu không có lắc. Rồi 25 thân máy, 66/3 nè, anh em biết rồi, chùm mạnh. Số 4, 25. Số 5 Hitachi,
máy giả pin nằm, pin cao, đầu cứng, đúa đạp, giả pin nằm cao thì dễ đứng, chứ còn giả pin cao kia nó không đứng được ha. Nằm thì đứng được rồi. Thân máy giả pin 2.7, tất cả hình thức thanh toán là chuyển khoản đủ bao ship, có nên tự trả tiền ship, đồng thời cọc đi đơ. Rồi số 5, 2.7, thân quả. Số 6, thân quả luôn, Ryobi. Máy này im lắm, đầu cứng. Thân máy giả pin 280.000. Số 6. Rồi, bây giờ vào lên hàng hàng điện 220W nha. Một cái ghế đập chùi điện 220, anh em chỉ cần vừa mua cái đầu bỏ vô chứ đầu bỏ công gói tăng đường ship là uống công uống đồ lại, vừa mua cái đầu là xong, ra chợ mua cái đầu là xong, dặn vô là xong. Anh em cân nhắc điện 220V dinh không qua mạch cản. Xong 300 điện 220W lửa củi đẹp. Rồi số 7, 300 chuyển khoản vẫn bao ship. Cây này cái số 7, 300. Số 8 lại mini, thằng này cũng dòng của ông Boss nè, đen đen xanh xanh màu màu nhà binh nè, 6.5 ly đầu kẹp 6.5 ly, giá 300.000 Việt Nam đồng, chuyển khoản đủ quản bao ship. Lửa cửa đẹp, máy em đầu cứng, đầu cứng ngắt. Máy ngon. Mình rờ đầu có thử nó chạm mát chạm đồ đầu kho không? Vỏ vỏ dừa nó không có chạm, nó không có giật gì hết, nhưng mà cái đầu kho nhiều khi mình bắn con vít hay gì đó là nó chiền mát. Mình thấy máy rất kỹ, anh em cứ yên tâm. Một thời gian sử dụng thì tùy theo cái duyên số, tùy theo cái động cơ máy móc. Bây giờ ông thợ không biết là ngày 7 tháng 7 hay ngày 9 tháng 10 là nó hư, không ai biết được. Nhưng máy thì test thực tế là ngon, cứng máy, rửa củi không à, điện 22 tia nhiệt nhiệt đó là điện nguyên tắc rồi nha. Rồi cái này là số 8, 300, 110 thì được khi nó tuyệt đối không có lửa luôn, 99.5, mà còn thằng 22 lúc nào nó có dòng điện nó lớn thì lúc nào nó phải có cái tia nhiệt nhiệt. Thắng nhẹ luôn, ba xì. Cái hàng xịn nha anh em nha, hàng xịn, đầu kẹp 13 ly, có búa, có thường, có búa, có đảo chiều, có điều tóc, có công lực 6 xị, đồng giá 600.000 Việt Nam đồng, chuyển khoản đủ quản bao ship, ship code anh em đặt cọc đi đơn. Là điều tóc lửa của anh ta, mình có mấy đất kỹ anh em ha. Vậy là còn lắm cái lửa rồi nè, nghe lắm. Thường điều tóc đảo chiều, đầu đẹp, đầu cứng, còn có búa thì nó phải cái là nhúng ra nhúng vô, còn lắc thì nó không có lắc. Nút công lực cá
Cây này cứng nha. Nặng nghề chắc chắn. Rồi số 9 600. Số 10. Thương hiệu từ AEG. AEG thằng này là duy nhật nha, thằng này là duy nhật không có cái lái, thằng này không có nhái, thằng AEG thì có, nó là duy nhật không có nhái. Vô mũi nằm mũi. Không thường không búa và có đảo chiều nha, 850. Anh em nghe tin tết nè, mình lên giá luôn. Lên giá cho anh em biết rồi nghe cái giọng máy của nó nè. Bởi vì mình tết rồi mình lên giá. Được đó. Lửa nè. Quá đẹp một tuần luôn, không thua gì máy mới. Con thường nè, điều đắp nè, đảo chiều nè, có nút công lực luôn nè, có nút công lực luôn nè, cản cò á, nó cản cò vô không có nhiêu mà, ý vậy thôi chứ cũng công lực gì hết, khô trương chút thôi, nha, tem mạc còn đầy đủ, hai bên, máy còn rất cứng rất mới. Nha, 850. Đỉnh luôn á. Dinh nguyên bản. Máy rất cứng nha. Số 10 850. Hai chức năng, không thường không búa. Vô là mũi từ đó diễn cỡ đó mà. Rồi số 18 rưỡi. Đây siêu mẫu 2450 HR 2450 HR 2470, tất cả đều 3 chức năng nha, tất cả đều 3 chức năng. 2470 ở đời nó cao hơn. Đó, là đảo chiều nằm đây. Còn 2450 là đảo chiều nằm còn nằm dưới này. Ha, đó. Tất cả đều 3 chức năng. 4 chức 3 chức này 1 2 3 4. Thằng nào cũng vậy hết. Điện 22 thường thường là 4 chức năng. 110 nó phải ghi 3 chức, thường thường điện 2 thường thường ghi 4 chức. Rồi test cây 2450 trước. Nha. Cây này anh em để anh em với giá 1,3 triệu. 2450 HR2450 Makita chính hãng. Vô mũi. Ngậm mũi, lấy mũi, vô mũi không ấn gì hết. Lừa thớ bập. Rồi test máy. Chuyên đục nè, đục nè. Con búa nè. Con thường nè. Ok nè, lửa điều đẹp luôn nè. Đảo chiều nè. Đèn đó nè. Thắng nhẹ luôn nè. Nó vỏ nó không ra là mình tự được rút nha. Rồi chiều 250. Mười một. À, chiều 3 chứ.
Này thôi lỡ hơn 1.250.000 luôn đây. Này để triệu ba nè. Cây này đỉnh luôn, 1.650.000. 247 không? Ruột rà mới. HR2470, anh em đặt hộp nó 2-3 triệu mấy. Mình nửa giá thôi, chưa được nửa giá. Bấm tạm ngưng cái nào. Hơi rồi. Rồi. Trời mưa anh em nha, nghe giọng giúp mình cái. Bởi vì xuống lấy đồ khô giống gì hết. 2470 nha. Không chơi ở đâu được hết, trừ bắp nè. Thắng nhẹ luôn, đảo chiều nè. Đèn đón đầy đủ, đèn đón thắng chân lên em nha. Thông thường nè. Phong búa nè. Chức năng đục một nè. Đục gì đó, đục đứng, đục xây gì đó. Đục hai nè. Đục cũng có điều góc luôn nè. HR2470F. Anh em coi thử thử đập hộp thì nó giá nó bao nhiêu nha. Đảo chiều. Mũi đẹp hơn, 1.650.000 thôi. Rồi, mã số 12 lấy mũi nè. Mấy cái này là nhỏ gọn, không không cần tay cầm đâu. Anh em thích thì mua tay cầm chợ, nó nhỏ nó gọn mà, cũng nhẹ nhàng, một tay cầm vẫn đủ lực chơi. 12, 1.650.000. Mười ba là một cái cưa. Cái cưa này là lưỡi 185-190 Higuki Majin Japan nha. Majin Japan thằng này thì trâu bò là không bao giờ hư nồi nó luôn, lưỡi nó đẹp luôn nha. Thằng này trâu bò điện 220W. Này là Majin Japan xuất cho Mỹ USA gì đây nè. Majin Japan sản xuất tại Nhật Bản, điện 220V 1050W, dòng tua 47, lưỡi 185, lưỡi 185 mà lưỡi 190 là nó luôn nha. Nó ghi sao mà đọc vậy thôi, lưỡi 185, 190 vô được hết. Cây thì anh em cái cây là ngon, lầm lúa. Lưỡi cuối nè. Máy thì khỏi bàn cả. Để anh em nhẹ nhàng thôi, 7.5. Cây này được quá cứng, quá ngon luôn. Chiên từ con ốc luôn. Mười ba. Bảy rưỡi. 14 là một cái mài, nó cái chài với nhám, nó có thời nhám này nè. Nha. Lưỡi nó lưỡi đá 150 nha. 92155B. Thằng này là Majin Japan. Makita Combat. Anki Japan tùm lum nha. Còn miếng này luôn. Thật ra mài hay là đánh hay là chài xét hay là mài miếc gì là mài qua giới hàng của đồ lật này vô địch hơn thằng mấy mài góc cầm tay kia. Thằng này chẳng qua mài góc cầm tay nó được cái cắt, chứ còn mài không lại thằng này. Đó. Mài không lại thằng này. Còn hết miếng đánh thì anh em có thể là mua miếng đánh sẵn bán thị trường dặn vô thôi nha. Ốc nó ốc như M14.
điện 230V đến 240V, dòng công suất nó là 570W. Margin Japan, Anki Japan và Margin Japan. Dòng thua 4.000, lưỡi 150. Mình đánh cho anh em coi luôn. Makita chính hãng, duyên nguyên bản, không có chắc quá, chắc rời hết, cứ mạch cản mạch kiếp. Để anh em xấu xị thôi. Nè. Rửa cửa đẹp lên. Nha. Lưỡi đây là đạt tiêu chuẩn. Anh em xài nên mình biết ngay cái miệng quảng cáo là biết. Còn máy là ok hết. Nha. Có thể dơ than thôi, bóp hoàn hết rồi. Cho mình cái lưỡi này mình biết. Nha. Nha thấy không? Mài đánh gỗ, đánh chắc, đánh gì cũng được hết. Nước ngoài là đánh này chứ không là ai đánh mài góc. 600.000 Việt Nam đồng. Mã số 14. Makita chính hãng Japan. Hàng chưa bung, chưa tháo, chưa cái gì hết. Một em mài góc. Thằng này công suất nó lớn. Lưỡi 180mm. Angere. Thằng này hình như của Đức, của Pháp gì nè. 1200W, điện 230V. Nha, điện 230V là những cái dòng điện đó là những cái hàng xịn hết. 230W. 1200W. Mặc dù tem mạc ở mắt. Chỉ có tay cầm, có chén giữ lưỡi cho anh em đầy đủ. Không có gạt tay, anh gạt tay anh em về tự độ chế. Lưỡi của nó là lưỡi 180, 1200W nha. Đấy. Hàng này là hàng loại khủng. Còn tay cầm, tay nắm anh em có thể tháo lắp ra đây cũng được. Đấy, tháo lắp ra đây cũng được. Nó nhiều mặt, ba mặt lắm. Ba mặt. Rồi ba đây cũng được. Vậy tùy theo anh em chọn lựa. Thuận tay. Chỉ điện ra. Rồi. Anh em thấy không? Hàng chuyện là chạy tiếng khác rồi. Mà lửa củi nó nè. Thằng này là chuyên là anh em đi cắt đá, cắt tường, cắt gạch, cắt bê tông, sắt cũng chơi được hết nha. Nói chung này là nó thông dụng. Thằng này là loại công suất lớn. Để anh em với giá 1.1 triệu thôi. Zin 230W nha. Zin 230W. 1.1 triệu. 15.1 triệu. Mười sáu là một cái đục Makita nha. 16 là một cái đục Makita. Điện 220W. Thằng này là hàng chính hãng của bãi, Makita chính bản của hãng của bãi. Mã của nó là HNM0810 thì phải nha. Nó là Makita, dấu in vô chữ nổi luôn, không có nhái được nha. Mình là hàng bãi đó. Để nó có cái tay cầm nữa, mình không có tay cầm. Nhưng mà tay chụp cao su cầm này rồi, thường thường là như vậy không nha. Máy là gồm một mũi đục và một máy và một mũi đục nhọn đi kèm. Mũi thì chui đục giáp bình thường thôi, 17 ly cốt, 17 ly nha. Đấy.
Đấy. Vậy anh em mua máy của mình lấy thêm một cái mũi diệt zin để anh em thêm 50. Còn anh em không lấy thì cái diệt nguyên bộ này là 1 triệu. Lấy thêm một cái mũi nữa mà mua máy của mình nha. Đó, không mua máy của mình bán cái mũi 50 ngàn mình bán được. Mũi mình là mũi chiếc. Lấy thêm một mũi lục diệt nữa. 50 nữa. Máy là ok. Không duyên không lấy tiền. Đó là mới mới phút 1 thôi. Cái thằng này á, cái thằng này á, mình mở ra đây mình coi, mình vô nhớt cho anh em rồi. Cái clip tâm cái vòng giống như khúc xương chó hai vòng tròn á, là bằng nhựa. Nó tải nhẹ cho nên đập mạnh, búa rất là mạnh. Anh em đừng ngưỡng nhựa mà nó dở. Thị trường nó có bán loại nhôm, loại sắt hết. Nhưng mà nó zin nó là gọi nhựa nha. Nè. Nếp tông đánh của nó, đánh nếp tông á. Cái vòng tròn có giống cục xương giá, hai vòng tròn á, vòng tròn cao to, vòng tròn nhỏ đó. Nó bằng nhựa. Nên cho nên đánh cực kỳ khỏe. Nó đỡ phải tải cái thằng này, bởi vì khúc đó là khúc xương đó là nó từ motor tải lên. Nên thằng làm bằng nhựa là thằng đó mới chuẩn xác. Chứ không phải anh thấy bằng nhựa là hàng dởm. Hàng sắt nó nặng, không đánh cái lực búa nó không đánh nổi. Nha. Rồi giá nó 1 triệu. Zin nguyên bản của Makita, chính hãng hàng bãi. Còn nếu lấy thêm cái mũi thì mình lì xì cho anh em lấy 50 nghìn nữa là 1 triệu 050 nghìn. Không miễn cưỡng anh em nha. Được được mất là mất. Anh em mua hàng có cái nút like, anh em like xí xế vô. Đó. Rồi mình cứ bán rẻ rẻ lại cho anh em tiêu dùng. Mình làm ăn được thì mình bán rẻ rẻ lại. Chứ mũi là mình lì xì thôi. Chứ mũi mình vô mà mũi bãi mà vô nó quýnh 2 cây 150 hết. Vì mình bán cây 100 là được 50 tiền xăng. Cái mũi bãi mà vô hai quen 2 cây 150 còn lại 150 mũi anh. Rồi 1 triệu chẳng. Thương hiệu từ Makita. Máy này của Japan hết nha. Mình bán rồi mình biết, mình bán nhiều rồi. Rồi số 16 1 triệu. Hiện nay là 1 triệu là một máy một mũi. Còn nếu mình bỏ thêm 50 nữa mình bán cho anh em mũi dẹp nữa là 1 triệu 050 nghìn. Riêng mua máy này. Cây này cũng vậy, có 2 cái đục. Thằng này là Hitachi. Tay cầm chống rung. Giá nó cũng là 1 triệu nha. Giá nó cũng là 1 triệu. Còn mua mũi cũng vậy thôi. Cũng mũi cũng như vậy luôn. Phẩm con ấy nha. Còn không ai lừa đảo mấy cái vụ mình đầu mở rồi đâu. Không ai thì bán, ai thì bán kiểu đó thì còn gì nữa mà sống nha. Mũi rồi gà nó ok hết. Còn lấy thêm một mũi dẹp nữa thì 50 nữa. Còn như thế này là 1 triệu. Giờ mình test máy. Này là Hitachi. Chính hãng. Tay cầm chống rung. Nha. Thì em biết rồi. Còn thằng Makita kia tay cầm không chống rung. Thằng này clip cái clip làm sắt phải không? Nhôm. Nhôm. Đó, thằng này là clip tầm nhôm. Duyên nguyên bản hết. Thằng Makita vậy mình nhựa nha. Quá ngon lành cành đào, test gỗ liền. Không dám đè á. Một triệu chẳng. Cái số 17. Cây số 18. Cắt nhôm, cắt gỗ. Xây mâm hai mặt, ngã đầu một mặt. Thước xây mâm thì thước ta liên dấu đi rồi, không cần lo nghĩ nha. Mở nói ra vậy nha. Ngã đầu mới này đang chút, ngã đầu một mặt.
nhôm gỗ, lưỡi nó là từ 210 tới 220 là maximum. Những cái dòng mình đáng này từ cưa trượt cái đầu không báo gạt đen. Điện về bản nó về là không có đầy đủ nhưng mà cũng không sao. Vẫn sử dụng tốt nha. Xay mâm thì hai mặt. Ngã đầu thì một mặt. Điện 230W, 1200W. Lưỡi 210. Thông số nó gửi lưỡi 210, anh em vừa nhét được nhiêu nhét. Rồi, cao lắm nhất được 22 thôi. Nhưng mà nó cũng vô đó cả, 210, 222 thì bên 5 ly nữa thì không có gì xảy ra. Điện 230W. Test máy, để cây này cho anh em với giá 1 triệu. Cho nên gì là đi đâu cũng không cần ồn ào ồn ào gì hết. Nhiều quá. Lưỡi cửa ok. Lưỡi cửa ok. Rồi để em chịu mốt. Mã số 18 là mã số chốt hạ. Hình thức thanh toán của kênh mình là chuyển khoản đủ bao ship. Nhỏ lớn gì cũng bao hết, ít nhiều gì cũng bao hết. À, còn code đặt cọc đi đơn và cũng không bao ship nha, to rõ lớn. Giá cả bình dân, hàng của mình là hàng xịn, hàng chính hãng, hàng bãi nhập hết chứ không phải là hàng tào lao. Còn cái chuyện mà margin China, margin đó là tùy theo nên lựa chọn, thích cái gì nên lựa chọn cái đó nha. Rồi 18 triệu 1. Rồi, chào tạm biệt anh em. Chúc anh em may mắn thành công.